Ngọc Tường mến, và bạn có món quà nào muốn gửi đến cho mọi người không? À, có chứ, hôm nay đến với chương trình Sức Nước Ngàn Năm thì Thanh Phong rất là hạnh phúc, và gần đến ngày mùng 8 tháng 3 rồi cũng sẽ là một món quà gửi tới các bà các mẹ ở trong câu dân ca với một nhạc phẩm rất là dễ thương của nhạc sĩ Nguyễn Trung với âm hưởng của làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, một trong năm khúc gọi đò cùng với những nữ diễn viên xinh đẹp của đội múa đoàn nghệ thuật UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, và đó là món quà của Thanh Phong gửi đến cho quý vị. Con đò lặng lẽ sang sông, lá vàng mặt nước chiều đông, biết đâu xuân sang đò lại cõng cả hội làng sang sông. Mùa cày nặng những ước mong, dòng đời dù đục dù trong, mấy ai qua rồi còn nhớ con đò chở khách qua sông. Tình yêu không thể đầy vơi như câu ca cứ đò ơi, tình yêu như lời quán họ ngàn đời còn ấm trên môi. Dòng sông mang những dòng thơ như ngàn dầu ướm những vòng tơ, còn duyên còn thuyền còn nhớ một trong năm khúc gọi đò. Sáng đò lại cõng cả hội làng sang sông, mùa cày nặng những ước mong, dòng đời dù đục dù trong, mấy ai qua rồi còn nhớ con đò chở khách qua sông. Quán họ ngàn đời còn ấm trên môi. Dòng sông mang những dòng thơ như ngàn dầu ướm những vòng tơ, còn duyên còn thuyền còn nhớ một trong năm khúc gọi đò. Con đò lặng lẽ sang sông, lá vàng mặt nước chiều đông, biết đâu xuân sang đò lại cõng cả hội làng sang sông. Mùa cày nặng những ước mong, dòng đời dù đục dù trong, dẫu xa xa rồi phải nhớ con đò lặng lẽ sang sông.